Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong cái video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ làm về một huyền thoại Eto'o báo đen của chúng ta. Một trong những tiền đạo đang rất là cháy và rất là bay ở cái tuần này. Một trong những tiền đạo mình đang đánh giá rất là cao và được rất là nhiều bạn feedback cho mình về Eto'o các bạn. Nên là mình phải cố gắng mình làm cái video này thật nhanh cho bạn xem. 1m80 đủ cao đối với một tiền đạo rồi. Ở cái bảng này 28 tuổi thuận chân phải này. Cái style chơi goal watcher và các bạn có thể chơi hầu như những cái vị trí tấn công và những cái vị trí chạy cánh rất là ok đối với Eto'o này. Và cái style goal watcher thì nó sẽ giúp cho Eto'o của chúng ta có thể săn bàn nó tốt hơn. Và cái việc chạy dỗ nó cũng rất là ok nha các bạn. Bộ chỉ số thì mình thấy nhận thức tấn công 92 rất là cao. Rê bóng điều khiển bóng 80 thì nó quá đẹp rồi. 79 mình làm tròn lên cho 80 cho nó đẹp nha các bạn. Chuyền ngắn chuyền dài thì không quá cao, tuy nhiên bù lại về cái phần dứt điểm 92 rất là cao này. Cứa lòng 80 quá đẹp đi, khi mà các bạn chơi bứt tốc hoặc là các bạn chơi hai bên cánh đối với Eto'o thì các bạn ngoặt vào trong, các bạn cứa lòng thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái điểm đột phá đối với Eto'o ở cái phần cứa lòng này. Tốc độ thì là một cái gì đó mình phải nói là quá quỷ diệt đi. Hiện tại thì mình đang đánh giá Eto'o là một trong những tiền đạo có một cái tốc độ nhanh nhất ở trong cái game eFootball hiện tại của chúng ta nha. Các bạn có thể so sánh được với Mbappé, nhưng mà mình nghĩ rằng là kiểu như Eto'o có một chút gì đó về cái phần tốc độ nhỉnh hơn Mbappé hơn rất là nhiều. Đó, nhiều bạn feedback với mình như vậy nha. Lực sút 85 đóng quá căng rồi các bạn. Bật nhảy 76 này, thăng bằng thì không, thăng bằng tầm trung các bạn. Stamina thì các bạn có thể chơi được hết trận nha. Chúng ta xem về cái phần đánh đầu của Eto'o đi nào. Về cái phần heading thì không quá cao, chỉ có 69 thôi nha. Về skill thì mình thấy có kick behind thân này, có solo control, có skill vẫy má ngoài, gọi là khứ lòng ngoài vùng cấm đó các bạn. Freezing shot, skill dứt điểm, skill hat trick, có skill dứt điểm một chạm, có vẫy má ngoài và khứ lòng ngoài vùng cấm nha. Mình gộp lại cái phần outside với lại về cái phần long range cooler này. Chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu với Eto'o ngay thôi nào. Cùng nhau bắt đầu cái video ngày hôm nay thôi nào. Eto'o với lại Xavi. Thì mình đâu đó mình quay tầm khoảng 7.000 coi thì mình dính hai ông này rồi các bạn. Hai ông này thì mình thấy ông nào cũng rất là ngon. Video này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ làm về Eto'o thôi. Còn về Xavi thì mình vẫn sẽ cho đá và mình sẽ nói một chút gì đó để cho các bạn có thể tham khảo qua Xavi của chúng ta nha. Xavi chuyền cho Eto'o dứt điểm thế nào và phải ghi bàn thôi. Ghi bàn rất là nhanh. Một cái đường chuyền nó rất là đẹp đến từ cái vị trí của Xavi và Eto'o bứt tốc quá hay. Đẩy bóng lên một nhịp sau đó dứt điểm mà cái chân không thuận. Chúng ta cần phải nói một chút gì đó về cái phần chân không thuận của Eto'o đi nào. Về cái phần hai chân chứ mình nhầm các bạn. Hai chân mình cảm giác khi mà mình dứt điểm với Eto'o thì hai chân như một. Và chân nào các bạn đóng vẫn rất là căng và nó rất là uy tín, nó tạo nên được những cái điểm rất là đột phá đến từ cái vị trí của Eto'o của chúng ta. Và nếu như mà bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin giá rẻ để có thể săn Eto'o với lại săn Xavi thì có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo mình nha. Mình sẽ để cái số điện thoại cũng như là cái link Facebook bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ có một cái video về Xavi. Lúc đầu thì mình đánh giá Xavi không hay, nhưng mà tuy nhiên khi mà mình chơi cảm nhận thì mình thấy rằng là Xavi rất là chất lượng nha bạn. Chúng ta quay trở về với trận đấu một tí thế nào. Cafu chuyền cho Sidor này. Ricard đang thoát xuống, Messi chuyền cho Ricard. Ricard sẽ chuyền vào trong cho Eto'o. Eto'o đánh tàu được không nào? Chắc chắn chúng ta phải ghi bàn bằng đầu đối với Eto'o rồi các bạn. Một cái tình huống mà Messi tỉa bóng xuống biên cho Ricard. Ricard sử dụng Stunning và Eto'o bật nhảy quá cao đi. Về cái phần bật nhảy hình như mình nhớ chỉ có 70 mấy thôi. Tuy nhiên thì về cái phần nhận thức tấn công và cái phần AI của Eto'o quá hay đi các bạn. Thành ra là Eto'o chọn vị trí nó quá đẹp và bật nhảy lên một phát. Sau đó chúng ta ghi bàn bằng đầu đối với Eto'o. Nâng tỷ số của chúng ta lên thành 2-0 cho cái trận đấu này. So sánh một chút gì đó về cái phiên bản Eto'o Big Time với lại cái phiên bản Iconic của Eto'o mùa trước đi nào các bạn. Mình đã có làm một cái video về Eto'o phiên bản Iconic mùa trước. Thì các bạn có thể xem lại cái video ấy nha. Mình chơi mình cảm nhận thì mình thấy phiên bản Big Time lần này được Konami nó làm lên về cái mặt chỉ số lên rất là nhiều các bạn. Về cái phần tốc độ, về cái phần rê bóng, về cái phần nhận thức tấn công và cái phần dứt điểm cũng như là lực sút thì nó đã nhỉnh hơn so với cái bản Iconic mùa trước của chúng ta rất là nhiều. Thành ra khi mà mình chơi Eto'o thì mình cảm nhận được rằng là ở cái phiên bản Big Time này nó chạy quá hay đi các bạn. Và cái thân hình của Eto'o nó rất là mảnh. Thành ra là kiểu như là mình cảm giác như là rất là dễ để chúng ta có thể thoát khỏi hàng hậu vệ của team bạn. Eto'o của chúng ta dứt điểm mấy nên mà không được rồi. Pha bóng đó thì dứt điểm nó hơi không có cái
không có cái tư thế đẹp để chúng ta có thể đưa ra một cái cú dứt điểm hoàn hảo đối với Eto'o của chúng ta. Nói sơ qua một chút gì đó về cái câu chuyện điểm mạnh của Eto'o đi nào. Mình chơi mình cảm nhận thì đầu tiên các bạn có thể thấy là về cái phần nhận thức tấn công thì Eto'o chạy quá hay đi. Hiện tại mình đang đánh giá Eto'o là một trong những tiền đạo cũng có thể nói là trong top cái game này. Mình không biết là có nên đánh giá Eto'o ở top 1 không, nhưng mà theo cái quan điểm và cái trải nghiệm của mình thì mình nghĩ rằng là Eto'o của chúng ta có thể được xếp vào top 1 nha. Eto'o của chúng ta rất là khỏe này, bứt tốc đi nào, sử dụng skill các kiểu nhưng mà dứt điểm phải ghi bàn rồi. Một cái tình huống mà các bạn có thể thấy rằng là Eto'o quá khỏe đi, thì đè bóng rất là hay này, hai ba trung vệ đập Eto'o nhưng mà Eto'o vẫn không chết, vẫn bứt tốc rất là nhanh và dứt điểm nó quá tinh tế đi. Trong vòng 16m50 thì chúng ta có thể nói về cái phần điểm mạnh dứt điểm của Eto'o. Về cái phần điểm mạnh dứt điểm thì nó quá kinh khủng rồi, các bạn đóng xa, các bạn đóng trong vòng 16m50 thì nó sẽ tạo nên được rất là nhiều những cái pha đột phá đối với Eto'o. Chuyền cũng rất là đẹp này, tuy nhiên thì Messi đã không thể dứt điểm trong cái pha bóng đó rồi. Quay trở về với cái trận đấu của chúng ta một tí thế nào. Eto'o đang xin bóng giơ tay các kiểu nhưng mà không chuyền tới được Eto'o rồi. Thì bạn đang triển khai một cái lỗ bóng gì đây? Chúng ta sẽ áp sát để có thể là cướp bóng, sau đó chuyền bóng thật là nhiều cho Eto'o để Eto'o có thể phát huy được những cái điểm mạnh của mình nha. Eto'o đang giơ tay xin bóng các kiểu này. Xavi chuyền cho Eto'o, Eto'o sẽ làm gì đây? Đẩy tới một nhịp thì đè bóng quá hay đi nào. Có thể đặt vào trong không? Sử dụng fake shot rất là nhanh. Dứt điểm đi nào, nhưng mà dứt điểm không được rồi. Pavard đã có thể cản phá được cái pha dứt điểm của Eto'o. Về cái phần dứt điểm thì nó cũng là một cái thế mạnh của Eto'o rồi. Chúng ta sẽ nói thêm một chút về cái phần tốc độ đi nha. Khi mà mình chơi với Eto'o thì cái phần tốc độ mình rất là ấn tượng đối với Eto'o. Hiện tại như mình đã nói ở đầu cái video thì Eto'o mình cảm giác như là một trong những tiền đạo có một cái tốc độ nhanh nhất hiện tại. Nhưng mà khoan nói về những cái điều đó đi, thì bạn đã hàng đối với chúng ta rồi các bạn. Trận đấu đầu tiên thì Eto'o đã ghi được tới 3 bàn thắng các bạn. 2 bàn thắng bằng chân và 1 bàn thắng bằng đầu, rất là hay. Và nếu như mà bạn nào đang xem tới đây thì giúp cho mình một like cũng như là một subscribe để mình có những cái động lực mình sẽ ra thật là nhiều những cái video hay hơn cho bạn nha. Và đừng quên là mỗi ngày các bạn cứ vào kênh của AMPS Mobile thì mình sẽ đăng những cái video mới mỗi ngày cho các bạn xem trên kênh của mình. Thường thì cái giờ đăng trên kênh của mình sẽ là vào lúc 12 giờ trưa hoặc là vào lúc 10-17 giờ chiều trên kênh của AMPS Mobile nha. Chúng ta quay trở về với trận đấu của chúng ta đi nào. Xavi bơm bóng lên cho Eto'o, Eto'o bàn bạc với lại Xavi. Tỉa bóng đi nào, một cái pha vẫy má ngoài của Xavi dành cho Eto'o, Eto'o bứt tốc. Chắc chắn chúng ta phải bứt tốc thì đè bóng quá hay, dứt điểm đi nào. Chắc chắn phải ghi bàn rồi, Eto'o quá khỏe. Thì các bạn, một cái tình huống mà các bạn có thể thấy rằng là Xavi bàn bạc với lại Eto'o nó quá hiểu ý đi. Và một cái pha bóng mà tỉa bóng nó quá đẹp, Eto'o cũng như là cái tốc độ của Eto'o và cái phần tỉa đè bóng và cái phần dứt điểm của Eto'o nó tạo nên một trong những con hàng đang rất là cháy ở thời điểm hiện tại của chúng ta. Eto'o bỏ đen. Mình nghĩ rằng là bạn nào không quay Eto'o ở cái tuần này thì sẽ rất là tiếc, nên là mình mong rằng là bạn nào nếu như mà có khả năng thì nên săn báo đen về nha. Bạn nào đá dở thì chơi Eto'o đá lên nó cũng rất là hay. Kiểu như các bạn chơi không hay thì các bạn cầm Eto'o các bạn đá vẫn win nha. Đá các bạn đá dở thì Eto'o sẽ giúp cho bạn đá hay hơn. Bạn nào đang ở cái rank 8, rank 9 các kiểu thì khi mà các bạn quay dính Eto'o các bạn đưa vào cái đội hình của bạn thì các bạn sẽ có thể leo lên cái rank D1, D2 một cách nó dễ dàng. Eto'o sẽ giúp các bạn làm cái điều đó. Nhưng mà đây là Eto'o của chúng ta dứt điểm thế nào, nhưng mà không hiểu tại sao pha bóng đó lại dính cục dọc rồi. Một cái tình huống nó không may mắn cho Eto'o của chúng ta. Bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin giá rẻ để có thể săn Eto'o thì có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo của mình nha. Mình sẽ để cái số điện thoại cũng như là cái link Facebook bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Thì bạn đang phản công, Kevin Viner đang có bóng, đang xử lý bóng các kiểu, làm gì đây? Chúng ta đang áp sát rất là nhanh nhưng mà Alexander nó đang thoát xuống biên, có thể tạt vào trong nhưng mà không được, được không nào? Zinchenko của chúng ta đã có thể cản phá được cái pha bóng đó rồi. Chúng ta quay trở về với cái trận đấu, mình sử dụng cái sơ đồ và cái style nào cho Eto'o trong cái trận đấu này nha. Sơ đồ hiện tại mình đang sử dụng cho Eto'o là về 5-3-2 và cái style mình chơi cho Eto'o là về style quick counter nha các bạn. Một cái style phản công nó rất là nét. Khi mà chúng ta chơi cái style này hoặc là những cái style long pole hay là về long pole counter thì Eto'o sẽ có thể phát huy và tận dụng được cái phần nhận thức tấn công này. Về cái phần tốc độ của mình, nó sẽ rất là kinh khủng khi mà các bạn chơi những cái style tấn công như vậy. Nói sơ qua một chút gì đó về cái câu chuyện điểm yếu của Eto'o đi nào. Câu chuyện điểm yếu của Eto'o thì mình nghĩ rằng đầu tiên chúng ta cần phải kể đến đó sẽ là về cái phần rê bóng các bạn. Rê bóng thật sự đối với Eto'o thì nó không quá hay.
Thành ra là khi mà các bạn chơi Eto thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên chơi một cái lối chơi đơn giản. Ví dụ như ban bật như thế này, sử dụng skill, fake shot các kiểu và sử dụng stunin thì nó sẽ hợp lý và nó ok hơn. Một cái pha bóng của FreeCut nhưng mà không được Zinchenko chuyền cho Sido của chúng ta thì không được rồi. Trời ơi, cái pha bóng này mình không hiểu tại sao. Các bạn có thể thấy một cái trận đấu mà mình đang bị một cái vấn đề, đó chính là về handicap các bạn. Nãy giờ đã có rất là nhiều những cái tình huống mình dứt điểm mà nó dính cục dọc. Và những cái tình huống tạt thì GK lại có thể bắt bóng được, nó quá hay, nó quá ảo trong những cái pha bóng đó đi. Cái trận đấu này sẽ rất là hay, thành ra là các bạn nên xem, gọi là đừng có tua các bạn. Trận đấu này nó sẽ là một cái trận đấu rất là đỉnh cao của Eto. Và hy vọng rằng là Eto của chúng ta sẽ có thể giúp cho cái trận đấu này nó sẽ bay và nó thăng hoa hơn so với những cái trận đấu khác. Quay trở về với cái câu chuyện điểm yếu của Eto đi nào. Điểm yếu như mình đã nói về cái phần rê bóng này, nó không phải là một cái điểm mạnh rồi. Với lại nó sẽ là về cái phần đánh đầu nha các bạn. Đánh đầu chỉ có 69 thôi, thành ra là khi mà chúng ta chơi đánh đầu thì nó cũng không phải là một cái thế mạnh của Eto, mình cảm giác như vậy. Bạn nào đã chơi Eto rồi thì có thể comment xuống cho mọi người cùng biết cái ý kiến của bạn nha. Video này thì mình làm thì mình chỉ dựa trên cái ý kiến và cái trải nghiệm của mình thôi. Để mà đánh giá về cái thang điểm thì mình nghĩ rằng là mình sẽ cho Eto đâu đó tầm khoảng cái thang điểm 9 trên 10 nha bạn. Giá như Eto của chúng ta có thể thêm một chút gì đó về cái phần rê bóng với lại về cái phần đánh đầu thì mình nghĩ rằng là Eto sẽ toàn diện hơn rất là nhiều. Về cái phần rê bóng đối với tiền đạo thì mình nghĩ cũng không cần đâu. Tuy nhiên thì để mà cải thiện Eto một chút gì đó thì mình nghĩ sẽ là về cái phần đánh đầu. Tiền đạo có thể ghi bàn bằng đầu, có thể ghi bàn bằng chân, có thể dứt điểm ở những cái tư thế khó thì sẽ là một trong những tiền đạo hoàn hảo rất là nhiều. Về cái mảng đánh đầu thì mình nghĩ rất là cần thiết đối với một tiền đạo rồi. Nên là khi mà Eto có một cái bộ chỉ số đánh đầu không tốt thì mình nghĩ nó sẽ là một cái điểm bất lợi rất là nhiều đối với Eto. Tuy nhiên bù lại thì Eto được cái tốc độ rất là nhanh, các kiểu ban bật đồ dứt điểm cũng rất là hay, rất là mượt. Chúng ta không cần phải đòi hỏi quá nhiều về Eto nữa các bạn. Đánh đầu thì các bạn có thể chơi những cái ông cao cao, ví dụ như là về Van Basten, về Rummenigge hoặc là về Kohler các kiểu. Thì Eto chỉ có 1m80 thôi, thành ra là khi mà chúng ta chơi đánh đầu thì nó cũng gọi là nó hơi thọt so với những tiền đạo khác đối với Eto của chúng ta. Xavi đang có bóng chuyền cho Eto, Eto đang thoát này, chúng ta sẽ đẩy bóng xuống biên. Một là chúng ta sẽ ngoặt vào trong hoặc là chúng ta sẽ tạt vào trong. Sử dụng cái đường tạt của Eto nào, tạt cũng rất là đẹp nha. Tuy nhiên vì không đánh đâu đó với Sido của chúng ta chơi cái pha bóng gì vậy trời. Các bạn có thể thấy rất là rõ là Konami nó không muốn cho mình ghi thêm một bàn thắng nào trong cái trận đấu mình nữa các bạn. Một cái trận đấu mình không hiểu tại sao mà mình dứt điểm nó quá nhiều đi và không thể ghi bàn được. Nếu như để mà nói về cái tỷ lệ bàn thắng thì nãy giờ mà những cái cơ hội mình tạo ra thì có thể ghi được từ khoảng 3 cho tới 4 bàn thắng cho cái trận đấu này. Các bạn có thể thấy là Konami nó đang ép team mình rất là nhiều, những cái pha bóng cận thành như vậy mà mình không thể ghi bàn nữa thì các bạn đã có thể hiểu được rằng là cái trận đấu này như thế nào rồi. Tuy nhiên thì mình có thể thấy được rằng là Eto của chúng ta vẫn đã làm rất là tốt về cái nhiệm vụ và cái khả năng của một tiền đạo. Thật sự là một trong những ninja, những sát thủ rất là cháy của cái game eFootball này của chúng ta. Bạn nào chưa quay thì mình thật sự là nên quay Eto nha bạn. Tại vì tới thứ năm là Konami nó sẽ reset cái bốc này và rất là lâu để Konami nó có thể quay trở về với cái bốc Eto của chúng ta. Mình nghĩ rằng là cái trận đấu ngày hôm nay với lại về cái video về Eto bó đen cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và nếu như các bạn có thắc mắc hay là ý kiến gì về video thì có thể comment xuống phần bên dưới. Mình sẽ đọc những cái comment đó và mình sẽ làm những cái video giải đáp cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo trên kênh của AMPS Mobile.